Hello, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh channel của Bun nhá. Anh em ơi, trước giờ mọi người luôn luôn tưởng rằng là Lốp sẽ là một nhân vật vô cùng là yếu kém đúng không? Đúng. Thì ngày hôm nay tôi sẽ xây dựng một đế chế Lốp siêu hùng mạnh để phản bác lại cái ý kiến là Lốp cực kỳ yếu nha. Rồi, anh em nào tò mò xem cái đế chế Lốp của tôi sẽ đẳng cấp như thế nào thì hãy tiếp tục coi video này nha. Và trước khi đi, hãy nhớ cho tôi xin một like, một đăng ký kênh và đặc biệt là nhớ xem quảng cáo đó nha. Còn bây giờ là lên đường thôi. Dạ vâng anh em ơi, tôi đã có mặt tại cái căn cứ bí mật của mình, nơi mà sản xuất ra đế chế Lốp cực kỳ là hùng mạnh cả nha. Hiện tại cái đế chế của tôi nó chưa có gì đâu. Chỉ có vài con Lốp Hacker. Đây, Lốp Hacker này. Đấy, nó đang đi thu thập thông tin và đang kiếm tiền cho tôi. Và chúng nó đã kiếm cho tôi được 1.500 đô rồi. Bây giờ tôi sẽ xây dựng tiếp tục những cái thứ mà cần thiết hơn ở đây. Bắt đầu tạo tiền một cái con Lốp công nhân nữa, giá 50 đô, mua luôn. Wow, nâng cấp cái con này lên mất 250 đô. Nên là chúng ta sẽ mua những cái con tiếp theo giá 75 đô này. Tiếp tục ở đây là 100 đô một con Lốp. Wow, 125 đô. Ui, càng ngày giá Lốp càng tăng nha. Và mỗi con Lốp này nó chỉ gọi là xây dựng cho mình được có một đô một phát à? Một đô một giây à? Thôi cũng được. Và tôi đã có một cái lò đào tạo. Lò đào tạo này sẽ đào tạo ra những cái con Lốp chiến binh à, ví dụ một cái con cầm Alaconda này à, ok chưa? Hai con Lốp chiến binh đang ở đây. Tiếp tục là xây dựng thêm nữa. Mấy con này giá nó nhẹ hơn, giá nó rẻ hơn mấy con kia một tí, nhưng mà nó làm khả năng làm được việc hơn đấy anh em ạ. Ok, mua càng nhiều càng tốt nha. Tôi còn 600 đô nữa, 200 đô con này. Cái khu vực này tôi đã xây dựng thành công hết. Tất cả những cái binh lính Lốp của tôi đang tập hợp ở đây. Để tí nữa tôi sẽ bắt đầu lên cái cuộc chiến đấu. Ok. Rồi, để xem mua thêm. À rồi, lên chiến đấu luôn đi. Ở đây tôi đang có 2, 4, bao nhiêu nhỉ, 2, 4, 6, 8 con Lốp. Mở cổng ra cho nó ngấm vào nhà. Let's go. Tất cả tôi sẽ ban lệnh tấn công nha. Hiện tại tôi đang ở khu vực đây, khu vực tôi tấn công đội A luôn đi, tấn công vào trung tâm đi. Ok, tôi cho quân lính đi tấn công rồi. Và con này sẽ lụm tiền cho tôi. Bây giờ tôi sẽ về để nâng cấp tiếp anh em ơi. Cái khu vực này là mua cái đường này, một cái đường giá 10 đô đi. Đấy, nhìn có đường xá thì nó hoành tráng hơn chứ lị. Bức tường biệt thự tiếp giá 10 đô. Tiếp tục nhà nghiên cứu 10 đô nữa. Wow. Hình như ở bên này triệu hồi được biệt ngay, triệu hồi thêm binh lính Lốp nữa nhưng mà giá cao quá. Giá cao quá anh em ơi. Lại phải đi mua thêm mấy cái thằng hacker để nó tạo tiền thêm cho mình thôi. Ok. Thế là tôi hết tiền rồi anh em ạ. Thế là tôi chỉ có 175 đô. Ok, binh lính của tôi đang đi lên, tôi phải đi theo mới được. Phải đi theo xem bọn này tấn công vào đâu mới được. Tấn công vào trung tâm nhưng mà không biết liệu rằng nó có lụm được nhiều tiền không. Đây con Lốp này, con Lốp thứ 9 này. Đi theo nó anh em ơi, có gì còn bảo kê nó. À nhầm, nó bảo kê mình tại vì mình còn có vũ khí anh em. Mình không có vũ khí. Mình cho mình là người cầm đầu mà. Lên thôi anh em. Ui, ở phía trước kia chiến tranh đang rất là ác nha. Chiến tranh đang rất là nảy lửa nha. Ui, có cả xe tăng máy bay các kiểu con đại điệu này. Chứ thôi, binh lính của mình cầm mỗi khẩu lục ghé. Oh no. Thề luôn. Thề luôn. Bọn này nó vừa ra đến đây thôi ý. Nó vừa ra đến đây thôi ý. Mà nó đã ia cười hẹo hẹo rồi. Toàn súng. Mình sẽ nhặt được một bông hoa để làm gì đây? Ô, mấy cái bông hoa này mình lụm được. Thề nó vừa ra đến đây luôn á. Đã bị lổ lanh tanh bành rồi. Trời, sao đội quân của tôi nó phế vật vậy? Phế vật quá anh em ơi. Về phải nâng cấp tiếp thôi. Hoặc là tôi phải tìm ra nguyên nhân tại sao mà. À, có cái tàu chiến ở đây. Có một cái tàu chiến ở đây. Thôi. Phòng thủ anh em ơi, Phòng thủ. Shiba. Căng nha. Nó bắn lổ cả tôi luôn mà. Trời ơi. Cho nó phòng thủ đấy anh em ạ. Phòng thủ, nếu mà tấn công thì tấn công về phần phía A này đi. Chịu rồi. Nó ra đến kia cái bị lổ lanh tanh bành à. Xây dựng tiếp Lốp rồi anh em ơi. Bọn Lốp này có giá trị cao nên là mình xây dựng thêm mình sẽ được nhiều tiền. Ok, vừa đủ con này nữa luôn. Rất là nhiều Lốp ở đây rồi. Sao thằng này đang nghỉ dưỡng thế này là sao? Làm việc đây bạn ơi. Tôi chịu bạn luôn đấy. Rồi có 200 đô ạ. Cái Lốp của tôi rút quân. Mình sẽ mở được tàu đổ bộ các thứ này. Ở ngoài này có cả tàu nữa anh em ơi. Đấy, nó xuống biển nó tấn công à? Vãi cả nho. Xuống biển cái là IA cờ hẹo hẹo à? Khai thật. Ôi rồi, với cái tình trạng như thế này thì tôi cần phải nâng cấp thêm thôi.
Mua thêm. À, có cái bức tường cho nó đây này. Đấy, nhìn cái bức tường này tí nữa chúng tấn công mình không được. Lụm lúa luôn, lên hết mấy cái bức tường này luôn. Không biết cái dàn này là dàn gì ta. Mua tiếp. Ui, nó chưa cho mình mua ở trong anh em ơi. Đây rồi, vẫn chưa cho. Thầy hơi ngốn tiền về mấy cái này rồi đấy. Ở trong này chúng ta sẽ xây dựng được một đội quân gì đây. Ô, một cái mũ cho mình. Ngon. Ok. Một cái mũ cho chiến binh chứ quên mất, cho chiến binh lốp. Hết đá quý rồi, trong này phải cần đá quý để mua được anh em ạ. Xem mà mua được thêm những cái gì nữa. Cổng trung tâm này, ô, có một cái hầm ở dưới này. Wow. Dưới này là những cái khu trung tâm mà có skill luôn, nhưng mà hiện tại là tôi chưa có kim cương. Lên là cái tầng 3 này. Uầy uầy. Phá trưởng. Không có điểm nghiên cứu luôn anh em ạ. Thôi được rồi, cái khu vực này tôi nghĩ là mình chưa cần nâng cấp vội. Mình sẽ nâng cấp những cái khu vực khác lân cận. Tiếp tục là mua. Cứ thế mà mua. Có nhiều tiền là mua. Mua liên hoàn trưởng. Trời ơi, mua đến nỗi mà hết cả tiền luôn. Cái gì đây, vốt cổ điển nha. À, hay mình chơi chớp nhoáng nhở. Làm tí chớp nhoáng nhở. Ok. Để vốt mod game anh em ơi. Chết rồi, hết tiền. Uầy. Tiền này, tầm này đang hết sạch 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 tiền thì tôi nghĩ là mình cần phải try hard một lúc để kiếm thêm tiền thôi. Nâng cấp cơ sở này. Máy tính này. Làm việc vì 50 tiền. Vãi trưởng tư bản thật chứ anh em. Đấy, cứ tôi làm việc tôi được 50 tiền anh em ơi. Mình thuê nhân viên để làm gì, trong khi mình làm việc mình không có tiền. Rồi, mua thêm nhân viên nữa. Càng nhiều nhân viên càng tốt. Hãy cho mình càng nhiều tiền, nhưng mà bắt đầu trời đổ cơn mưa rồi đấy. Ở bên trên này chúng ta sẽ có một cái trụ sở xính ở đây này. Nâng cấp thêm cái trụ sở trên này nữa. Ngốn tiền quá anh em ơi, ngốn tiền quá anh em ơi. Thôi rồi, bây giờ tôi nghĩ tôi phải try hard một lúc để có thêm tiền, có thêm lực lượng mới có thể đi tấn công được, chiến đấu được anh em nhá. A few moments later. Dạ vâng, hiện tại tôi đang có 11.000 đô rồi. Và cái điểm tấn công thì tôi cũng đã tấn công vào mặt đất bên C và mặt đất bên B rồi. Đấy, mà bên đằng bên đang của cái bạn Hefai cái gì đấy thì tôi đã chiếm đóng luôn rồi. Đấy, những cái điểm xanh lá này là những điểm tôi chiếm đóng được. Tuyệt quá. Bây giờ tôi sẽ cố gắng chiếm đóng mặt đất bên D và mặt đất bên E nha. Bây giờ mình sẽ tấn công tất cả các đội lực lượng sang tấn công bên đấy. Đấy, anh em thấy sẽ thấy lốp của tôi nó di chuyển thôi. Đây, những cái con lốp lưu tiêu diêu lonton bon này, đây nó đang đi qua cầu này, thấy chưa, thấy chưa, nhìn như một đàn kiến lonton vậy. Như một đàn kiến lonton vậy. Thôi không sao, bây giờ mình tiếp tục xây dựng cái căn cứ của mình lên thôi. Chỗ để xe này, wow, tôi nghĩ là còn cần, có phải cần một chiếc xe đấy anh em ạ. Cần một chiếc xe đấy. Đúng, hợp lý. Rồi, lên nữa luôn. Đâu rồi? Ôi, thiếu điểm nghiên cứu rồi. Điểm nghiên cứu hiện tại tôi đang rất là thấp. Cần một cái trung tâm nghiên cứu nữa anh em ơi. Mua mấy cái này đã. Mấy cái này để phòng vệ đấy anh em ạ. Để xem nào. Điểm tấn công của bên tôi đang, nó đang di chuyển đây. Nó đang di chuyển rồi. Mà đây bên D chưa đánh này. Bên D chưa đánh này. Ok, tôi đang cho tất cả các đội đánh bên D rồi. Tí nữa anh em sẽ thấy nó thu gom được đội chiến binh ngồi đây đây đây. Cảm giác như vào bên đấy nó đập đi đập leo teo reo luôn anh em ạ. Trong thời gian mà lốp đi chiến đấu thì tôi sẽ mua thêm chiến binh. Mua tất cả các chiến binh lốp vào đây cho tôi. Ok. Lụm lúa hết. Bây giờ tầm này nhiều tiền mà anh em. Sợ gì đâu, ngại gì với bản đâu. Kinh nhé. Mua thêm trung tâm nghiên cứu gì đây. Trung tâm nghiên cứu thứ 3. Ok. Lụm. Để xem nào, đi vào đây xem mình sẽ xây dựng được thêm một, những cái gì nữa. Cầu thang nghiên cứu này. Đây rồi. Tưởng cái gì trung tâm nghiên cứu là thuê thêm mấy thằng lốp nữa để nó hacker cho mình ạ. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, tốn ngốn tiền dã man con ngan luôn. Mà không sao, lụm tiếp. Nhưng mà tôi cảm giác như cái điểm tấn công của tôi nó đang hơi bị sai lệch một tí rồi anh em ơi. Đợi tí, tôi mua hết mấy thằng này đã, xong tôi sẽ xem cái điểm tấn công của tôi đã. Cảm giác nó cứ phế rồi anh em ạ. Đâu rồi? Mất khu đất bên B rồi. Mình chiếm đóng được khu đất bên D, nhưng mà mất khu đất bên B rồi. Chiếm bên E lại đây anh em ạ. Chiếm bên E ạ. Đánh một thế trận vòng quanh đi. Ôi, bầu lại xuất hiện là mình không nâng cấp được con bầu này lên nhỉ. À nhầm, con lốp chứ lại con bầu. Chết rồi. Rồi, để xem những cái điểm này mình sẽ mua thêm được những cái gì nữa. Đây, ngoài cảng này. Ô, có thuyền có bè rồi anh em ơi. Hết tiền. 10.000 một cái thuyền taxi. Có lên mua không nhỉ?
Có lên mua không nhở? Lên mua thuyền này nhở? Thuyền taxi, cái thuyền gì đây? Spoder. Mua cái thuyền taxi đi anh em ơi. Đây phương tiện tấn công của tôi. Chạy lên đây xem mình mua thêm được cái gì nữa. À, vừa tốn mất 10.000 đấy. Cầu mất 500 đô nữa. Lại phải lụm thôi, Mình muốn đánh cái bên phần gọi là biển thì mình phải lụm cái đấy thôi. Quá chuẩn luôn. Đi thuyền bên C là mình cần tấn công nữa này. Điểm C là của mình nhá, Thôi, kéo quân về đánh bên B đi. Một trận bên E nó hơi căng một tí. Tiếp tục là chọn vote mod game này. Cổ điển đi, đánh cho dễ. Đánh cổ điển cho dễ anh em ơi. Hiện tại tôi đang có 2.000 điểm ấy rồi. 2.000 điểm mà nghiên cứu rồi. Rồi. Ha, à, mất thế rồi. Mất bên D, mất bên C, mất bên B rồi. Mình phải chiếm đóng lại bên bên C cái đã. Bên C là thuộc bên của mình. Hải quân bên kia cũng căng cơ. Rồi, chiếm đóng lại bên B bên C đã anh em nhá. Sau khi chiếm đóng được cái gì này, cho anh em chiêm ngưỡng sau khi chiếm đóng mình sẽ được cái gì nha. Một cái giá 4.000 đô. Càng ngày đố càng chát vậy. À. Đấy tí. Sau khi chiếm đóng BC nhá, nhìn nhá. Xem nó thông báo về là bên ngay à. 10.000 điểm nghiên cứu. Super lốp 100.000 đô. Đây rồi. Cái này mua được anh em ơi. Nhấn nút Ticon. À, Ticon hoàn lại ạ. Cái trưởng. Đây trò chơi được hoàn lại anh em ơi. Mua thêm được cái mô hình này. Mua thêm được cái bảng nghiên cứu anh em ơi. Ngon rồi. Cái bảng nghiên cứu này thơm phức phức rồi. Thôi bên C mình đánh chiếm đóng ảo ma thế. À, chiếm được bên C rồi nha. Chiếm được bên C mình tỏa đội sang bên B. Tấn công tiếp. Thay đổi quân đội đã anh em ạ. Đổi quân. Cái này mình cần phải thăm minh rất là chuẩn luôn đấy chứ. Đội squad B này. Mình cần thêm những cái thằng lốp squad B nữa. Đó mới đỡ được phần nào. Ok, hai bên squad bằng điểm bằng ấy nhau này. Thay đổi đội hình. Lốp 1 đánh cầu. Đang hơi cầu lú lú một tí cái phần này nha anh em nhá. Để tí về phần lực lượng cái đó. Xem là vào đây mua thêm được cái gì nữa. Ok, xe cộ này, hạng nhẹ này, xe trinh sát này. 1.000 điểm này. Lụm luôn. Xe hạng nặng nữa. Tôi phải lụm hết mấy cái này nữa thì mình mới phân bổ được chiến binh được. Shiba, hơi ngốn tiền nha. 750 điểm này. Rồi, xem binh đoàn của tôi đã tấn công đến đâu rồi. Mặt trận bên B đã hoàn thành. Và bên họ đang gọi là phòng chống khá là căng. Ôi, anh em thấy quả mũ mới của bên đội lốp tôi chưa? Đẳng sơ cấp chưa anh em? Mất bên B rồi. Bên B bọn nó phòng thủ căng quá. Khoan đã, thằng nào vừa bắn tôi thì phải. À, mình rụng xuống nước anh em ơi. Bác chuẩn thật, mình đang điều binh 4 trận rụng ngay xuống nước ạ. Để xem nào, bên B nó đang ấy. Đánh vào trung tâm đi. Cho tất cả các đội đánh vào trung tâm đi. Thuyền này, mình chưa có đội thuyền anh em ơi. Chưa có đội thuyền. Thì em mua cái thuyền taxi hơi sai nhở. Chiến binh của mình còn phải củng cố thêm. Thế này mua cái gì đây? 100.000 và 3% tinh con trở lên. Thôi. Đâu rồi? Đá quý rồi. Mũ 7 với 100 đô không có game bát. Cái này cần phải game bát mới mua được cơ. Cay thật. Không có đá quý hết đá quý nữa luôn chứ. Thế này chiến binh của mình nó lỏ hơn rồi. Đây vào khu vực này mua thêm nào. Nâng cấp trung tâm này lên mới được. Cái khu vực này mình chưa nâng cấp này. Wow. Được đấy chứ. Hiện tại tôi đang có lốp bé thôi. Xe cộ chưa có. À xe cộ có rồi. Máy bay chưa có. Tàu chưa có. Xe cộ là có rồi nha. Xe cộ có rồi thì mình sẽ đánh phần xe đi. Đánh phần mặt trước bên D này. Bên D chưa đánh này. Bên D mình chưa thấy ai gọi là củng cố bên D. Khu vực xe đâu. Chiến binh không quân này. Chiến binh tàu này. Cho xe mình đâu nhở. Rõ ràng mình nâng cấp bên xe rồi mà nhở. Đây, xe cộ mình đây, đây rồi. Ui, ticon của tôi hoàn thành mới được có 9% thôi hả? Căng nha, lên 10% nữa luôn. Kiểm tra luôn anh em ơi, ticon 10% rồi. Xem mà, mua thêm điểm xe cộ ấy luôn này. Mình phải mua mắc điểm xe cộ nó mới khỏe được anh em ơi. Ui, toàn những xe hạng lặng này 1 triệu đô các kiểu ấy. What? Phải cả nhó. Toàn những xe căng đét đẹp luôn. Mình mua được cái xe nào cùi cùi thì mình cứ mua rồi. Rồi, lên trên này xem mà. Xem có gì để mua trên này không. À đây rồi. Trung tâm nghiên cứu nữa. Mấy cái này thì nhẹ tiền. Mua mấy cái xây dựng này thì nhẹ tiền thôi.
Xem khu vực lốp của tôi tấn công được vào mặt trận nào rồi. Mặt trận bên D vẫn chưa tấn công được hả? Quân đội của tôi đó, tôi phải đi theo dõi mấy cái thằng này mới được. Cái thằng này cùi bắp vậy. Nên cùi bắp dám mang con ngan luôn đi chứ. Ô đồ ăn hại. Hay luôn, tôi thấy có điểm rồi nha. Cứ mỗi lần tôi đi ra nó lổ cho tôi một cái banh xác luôn à. Cái thật. Nhầm. Quay nhầm đường. Quay nhầm đường. À Malazada quá anh em ơi. Phòng thủ lên 165 máu rồi này. Sau khi đội cái mũ kia mình tăng máu khá là nhiều. Tại sao mà chúng nó có thể bị thua thiệt ở chỗ khu vực này được? Hiện tại tàu cảng mình vẫn chưa có con nào di chuyển di rời ra. Căng nha. Mình cần tấn công thêm nhiều. À mà cho chân bên D lấy được rồi này. Đấy. Cứ tự bị hẹo à? Kiểu gì? Hỏng rồi. Mua thêm mấy cái thằng này kiếm tiền đã anh em ơi. Thôi lại phải tryhard một lúc nữa rồi, tryhard một lúc nữa thì mình mới có đủ đội quân mạnh để có thể tham chiến được. Sợ anh em ơi, và cái map cổ điển thì tôi cần cả map luôn anh em ơi. Nhìn đây này, khu vực trung tâm tôi đã chiếm trọn, khu vực G tôi chiếm trọn, khu vực F tôi chiếm trọn, khu vực E chiếm trọn. Nói chung là lửa bản đồ. Tôi vừa giết được một con lốp vàng, nhận 50.000 tiền. Wow. Được của nó đấy. Ui, binh đoàn của tôi vip luôn nha. Thôi bạn anh em thấy thông báo chưa? Anh em thấy thông báo chưa? Tôi cần phải nâng cấp tiếp cái đội hình của tôi lên thôi. Rồi dăm ba mấy cái thằng kia thì lưu hêu lốp vàng của tôi đẳng cấp luôn. Trung tâm nghiên cứu gì đây? À hàng không anh em ơi, có hàng không rồi, hàng không không quân. Oh wow. Ngon, còn tận 97.000 tiền nữa cơ. Để xem mà ra đây mua thêm được cái gì nữa. Tôi nghĩ tôi sẽ đi xâm chiếm tiếp cái khu vực mặt đất B này và mặt đất H này nữa. Tôi sẽ cho toàn bộ đội của tôi xâm chiếm luôn. Ok chưa? 25.000 một cái tàu chiến. Có tàu chiến rồi, có tàu chiến rồi. Tấn công cái khu vực toàn khu D đi. Có tàu chiến rồi mà. Trời ơi. Mua thêm cái tàu chiến này nữa. 50.000 tiền, hết tiền thôi. Còn có 29.000 thôi. Cố lên anh em. Cố lên anh em. Xem nào, mặt đất bên B đang cố chiếm đóng này. Chiếm được khu thuyền bên D rồi nhá. Chuyển sang khu thuyền bên E cho tôi. Còn khu thuyền bên mặt đất bên B chưa đánh này. Khu thuyền bên H chưa đánh, khu thuyền bên H mặt đất bên H chưa đánh, mặt đất bên A chưa đánh này. Rất là nhiều mặt. Đánh cả mặt trước luôn, đánh hết. Có bao nhiêu mặt tôi đánh tất đấy mặt luôn. Quân đoàn của tôi nó vip luôn mà anh em. Bạn bị kinh rồi. 50k tiền chưa? Ok, chiếm được điểm thuyền bên E rồi. Thì bây giờ mình sẽ đến chiếm điểm thuyền bên C. Bên C rất là đẹp này. Tôi cần chút thời gian để cái thuyền của tôi nó lượt sang bên đấy. Ok cho anh em, mình là bên chỉ huy mà. Mình chỉ cần chiếm đóng thôi là đẹp rồi. Đúng. Thiếu 8.000 tiền nữa mình sẽ đủ để mua thêm một cái thuyền nữa. Bây giờ mình đánh về cái phần trung tâm này. Bạn đã mất bên G rồi. Mất bên G rồi anh em ơi. Điều quân ra đánh bên G thôi. Cái thế nhở, mất một tí là dở luôn đấy. Chiếm đóng xong cái thuyền bên C này. Điểm C là của tôi, thành ra là chiếm đóng được. Đánh thuyền bên G đi nhở. Mất khu vực trung tâm luôn rồi. What? Chiếm lại ngay, vừa mất cái chiếm lại ngay, đang đỏ phát thành xanh lá luôn. Ôi, thôi xong tôi rồi. Cái tham mình cực khỏe luôn anh em ạ. Một thêm cái thuyền nữa. Ok, điều thuyền. Đội hình thuyền này, tôi cần đội hình thuyền, một cái thuyền điểm H sang đây nữa. Chuyển đội hình thôi. Bây giờ mình đánh sang điểm G được rồi này. Bây giờ mình đánh điểm thuyền bên B, thì tôi sẽ cho điểm đội H sang và điểm thuyền bên A sang cho đội G sang. Trời ơi, anh em thấy tôi bài binh bố trận ok la chưa? Người đẹp. Hợp lý quả bí chưa anh em? Bài binh bố trận như này nó mới vip luôn đấy chứ. Ok, chiếm được điểm thuyền bên F rồi. Anh em thấy điểm xanh này sẽ tí nữa sẽ loanh quanh, điểm xanh này sẽ về tôi hết. Chiếm mặt đất bên mặt trận bên C này. À mặt trận này là mặt trận ấy thôi. Điểm G này chưa lấy được này. Tôi nghĩ là thiểm đuổi B cũng đã lấy được. Mặt đất bên A đi. Còn bên A tôi đánh sang bên A là đẹp luôn này. Tí nữa tôi mà đánh tất cả các điểm xanh này thì tôi đúng là khỏe nhất ở đây luôn. Chưa ai khỏe bằng. Mình cần nâng cấp thêm. Nâng cấp thêm cái đội hình của mình lên mới được. Ok, điểm toàn bên H cũng đã lấy được luôn nha. Wow. Bây giờ còn mặt đất bên H và mặt đất bên B nữa là mình lấy hết tất cả mọi thứ luôn này. Cho tất cả đội sang bên này đi. Đánh mặt bên B trước. Tôi cần phải đi theo đội hình của mình mới được. Lên đây xem nâng cấp được cái gì, nâng cấp tiếp. Hay. Rồi, khu trung tâm này nâng cấp hết rồi.
À, mấy cái này toàn điểm mua bằng điểm nghiên cứu ấy. Hàng không à? Ok, có tôi đã có một cái để kinh khí cầu. Ok, đấy là điểm nâng cấp thôi. Xem nào, còn 34.000 điểm mặt trước bên B chưa đánh được à? Cho cả đội sang mà chưa đánh được à? Mình phải nâng cấp thêm. Mình chưa có con VIP lốp này. 100.000 tiền. Tôi đang thiếu nha. Thiếu 60.000 tiền nữa. Ok. Tôi sẽ có cóp. Cố cóp. Xem nào. Đánh được bên B rồi. Còn bên H ta thôi. What the hell. Còn mặt đất bên A bị mất rồi. Ôi trời, đứa nào đánh tôi. À tôi bị ngã xuống sông anh em ạ. Cái tươi nhờ. Không sao hết. Mình ở đây mình bày binh bố trận mà anh em. Bên H chuyển sang đánh bên A trước đi cho dễ. Bên H vẫn hơi căng. Bên H hơi căng. Thà đội quân lốp của tôi quá VIP luôn. Tôi không thể đi theo chúng nó được. Nếu mà tôi đi theo tôi bị tấn công một phát tôi hẹo luôn. Bên A vẫn chưa chiếm được bên H nữa này. Nếu mà chiếm đủ điểm xanh hết này là thôi. Không ai ăn lại được tôi nữa rồi. 40.000 tiền nữa là tôi đủ rồi. Tôi mua cái thằng super lốp này. Ok. Xong con lành ngành đào rồi. Bên A vẫn chưa ăn được à anh em. Đội quân lốp của tôi vẫn chưa có hồi kết. Tôi đã cũng muốn đi xem lắm đi chứ. Thi đấu chết luôn. Tấn công khu vực bên A lấy được luôn nha. Chuyển sang đánh khu vực bên H cho tôi. Bên mình đi sẽ đi theo đội hình này xem như nào. Tất cả. Bây giờ tôi cần phải gọi thuyền mặt trận điểm B. Reset lại hết tất cả. Trời ơi. Được rồi, điểm thần C này tôi sẽ cho đội G này. D này cho đội H này. Mặt đất này sẽ cho đội A này. Mặt đất này cho đội đây đánh đội bên D trước đi. Bên D trước này. Mình cần phải bày binh một trận sớm hơn. Điểm C đã lấy được này, D đã lấy được này. D chưa lấy được, C bên lấy được rồi này. Điểm thuyền B này mình sẽ cho đội H này tiếp. Cho nó lấy xong cái đã anh em ạ. Cho đội G này, điểm thuyền A cho đội H này. Ok, thời gian thi đấu là 9 phút cơ. Càng đét luôn. Tấn công như này lết đẹp chưa anh em. Điểm thuyền B chưa lấy được à. Quân đoàn lốp của tôi khỏe chưa. Nó tập kích. Tập kích lấy mặt lấy đội này trước ra, lấy đội này trước ra. Thôi tôi cho full đội đi. Full đội ra địa chiếm điểm đã anh em ơi. À mất mặt đất ép rồi. Ép đã bị mất rồi. Ép có thằng lấy rồi. Thôi được rồi. Thì tính tiếp. Bên mình lấy những cái mặt đất mà chưa có thằng nào dám động vào đã. Ok, ép đã có một thằng lấy rồi. Thằng ấy chiếm đóng khá là căng nha. Mất mặt trận B luôn. Thuyền đâu? Thuyền bên G. Chưa rồi, đánh sang bên thuyền là căng nhờ. Để thuyền E đấy anh em ạ. Tôi cần phải có thằng super lốp thôi. Trung tâm đã mất rồi. Thằng nào đánh trung tâm đây? Căng rồi. Lấy tôi chiếm hết điểm rồi, bây giờ bị phải đánh lại không? Không có phá khinh khí cầu của tôi này. Toàn thật rồi bố em. Phải có thằng lốp thôi. Mình chiếm được 3 điểm. Mặt đất bên D. Bên D là 4 điểm, mặt thuyền bên E là 4 điểm. Là 5 điểm. À lần này chúng vào phòng ngự khơi căng. Bên D đã lấy được rồi, chuyển sang đánh mặt đất bên E đi. Xong mình sẽ đánh cái điểm hòn thuyền này nữa. Cho hết đội quân sang bên này đánh điểm hòn thuyền. Và tí mình sẽ đánh thuyền bên G của chúng nó. Tham mình là chuẩn, tham mình là ok la nha. Càng quá anh em ơi. Thiếu 15.000 tiền nữa này. Ok, điểm này tôi đã lấy được thêm nữa này. Đánh điểm G liếp. Mặt đất bên E tôi đã chưa lấy. À đang gọi quân đánh mặt đất bên E này. Xima, hơi căng nha. Tí đánh mặt đất bên F là cũng căng phết đấy. Chúng nó gọi quân về là mình cũng căng phết đấy. Mình từ E này, đang E ở đây này. Tí đánh sang F nó sẽ gần hơn. Xong đánh về phía trung tâm hoặc là đánh bên G. Hoặc là đánh hết vòng tròn cái đã. Xong mới đánh về phía trung tâm. Thông minh lắm. Ok, bên E lấy được rồi. Tấn công sang bên mặt trận bên F rồi. Điểm G này đã lấy được điểm H luôn. Và tôi sẽ đánh điểm A nữa. Thuyền điểm H và thuyền điểm A nữa. 8.000 tiền nữa tôi sẽ đủ tiền để tôi mua cái con super lốp này rồi. Được rồi. Cố gắng chiếm đóng hết tất cả. Lấy được thêm điểm H này. Chuyển sang đánh điểm A đi. Cho G sang A. Đội B sang điểm H sang B. Ok, sắp lấy được mặt trận phía F rồi. Căng nha. Mình phải gọi đông quân tí đi cho nó lực lưỡng anh em ạ. Lấy bên F ra đẹp kênh luôn này. Và tôi sẽ có một cuộc xung đột ở đây. Bên lốp bên họ đang ra. Ok, tôi sẽ cho đánh hết cái cuộc xung đột này. Tôi mới chuyển sang tiếp cái điểm khác nha. Rồi, đẹp kênh luôn này. Mình sẽ đánh thắng là mình sẽ chuyển sang điểm G. Đang đánh nhau trí chóe. Mình đang nhìn trên cái bản đồ này thành ra hơi căng nha. Tôi nghĩ đánh thắng rồi đấy. Ok, đánh sang điểm mặt trận bên G đi. Bên kia không chống lại được đâu mà. Không chống lại được cái sức tấn công này đâu mà. Ôi xời, mua thêm một super lốp. Racer, có super lốp rồi. Khoan đã, để thằng super lốp mình sẽ cho nó sang thay đổi đội hình đã. Đâu nhỉ? Siêu lốp, đâu đang có một siêu lốp. Thôi được rồi, cho chúng nó đi cùng nhau đi.
đánh cho nó dễ, đánh hết cho nó dễ. Trời ơi, VIP nhất rồi, mất bên F rồi, bên F chúng nó lại vòng lại rồi, không sao. Mình chiếm đóng lại mấy bên kia cái đã, xong tí đánh trung tâm sau. Đánh hết bên đấy xong đánh trung tâm sau, đánh bên A đánh trung tâm xong đánh hai cánh này là đẹp. Điểm thoại tôi đã chiếm hết rồi, được chưa ạ? Như này đã khỏe chưa ạ? Đủ khỏe chưa anh em? Rồi, tôi nghĩ sau tôi sẽ đi mua thêm những cái lực lượng củng cố nữa đi. Thuyền nữa này. Thuyền cần phải khỏe nha. Ok, sẽ tăng các thứ đẹp luôn. Mặt gà là đấy được rồi này. Cho sang bên hát. Căng nhá, trận này căng nhá. Mấy bên kia không dám đánh bên tôi mà đánh bên tôi đập cho vui vui rụi luôn. Đánh sang bên tôi đập cho vui vui rụi luôn. Khóc luôn, khóc đến máng luôn anh em ơi. Nên đây sẽ mua được thêm cái gì nữa không? Ok, mua cái tủ nữa này. Trụ cơ sở nữa. Mua nhiều tiền quá anh em ơi. Đi đây. Ha, lớp tăng lực hả? Ô, kích hoạt được tên lửa này. Wow. Ok, tôi đã chiếm đóng được vùng H. Trang vùng A rất là đẹp anh em ơi. A xong đánh B xong mình... Tôi chiếm luôn cả vùng trung tâm luôn rồi. Chưa cần điều binh ra trung tâm, chiếm vùng trung tâm rồi. Xịn chưa? Amazing, good job em. Để chờ xong tấn công A, tôi nghĩ là tôi sẽ VIP nhất ở đây rồi. Bá cháy hết sảy con nhà bà 7 luôn rồi. Chúng nó đang chiếm lại vùng trung tâm. Đợi tôi tí, tôi về để đánh điểm A đã. Mất vùng trung tâm rồi. Vùng trung tâm là trung tâm trung ương đầu lão. Đây là mình bỏ qua mặt trận B và mặt trận F cũng được. Tấn công vào trung tâm. Tất cả đội hình tấn công vào trung tâm. Có thêm cái gì đây? Ok, mình có một thằng lốp nữa ở đây. Một thằng lốp nữa ở đây. Thằng này cộng tận 10.000 tiền một phát cơ. Ngon chưa? Sợ rồi, quá VIP rồi. Quá VIP rồi anh em ơi. Trung tâm này sẽ thuộc lại về tôi thôi. Lấy được trung tâm không? Lấy được trung tâm rồi. Thôi. Như này đúng là VIP nhất quả đất rồi. Còn hai mặt trận này tôi nghĩ là tôi tha chúng nó. Tôi mà đánh nữa là chúng nó khóc tiền má luôn anh em ạ. Thôi anh em ơi. Thế là binh đoàn lốp của tôi hôm nay đã đánh phá hết tất cả những khu vực ở trong cái giải thi đấu rồi. Và anh em thấy cái binh đoàn của tôi có khỏe không? Và lốp có khỏe không? Nếu mà anh em thấy khỏe, hãy cho tôi xin một like nha. Và anh em thấy video này có hay không? Nếu mà thấy hay, hãy cho tôi xin một like và đăng ký kênh. Và đặc biệt là nhấn subscribe của nó nha. Còn bây giờ là bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.